Đó thì dâm vị đó mong thần ông cái chứa hò mị con đem lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Đó thì dâm vị sân các ông thần ông cái chứa hò mị con đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt tăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyampi Bụt tăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Bhutang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì xa rằng là cái hát năng nị thị tăng pháp quỷ tam bảo còn đủ chỉ có bấy nhiêu. À ma phàn tê, dạ xin vâng. Bà na thị bà ta về ra mà đi sẽ khó bất đăng sâm mà đi mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đai na về ra mà đi sẽ khó bất đăng sâm mà đi mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mê cha cha ra về ra mà đi sẽ khó với rằng sâm ma đi dạ mê. Còn xuyên bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mù sa hoa đa về ra mà đi sẽ khó với rằng sâm ma đi dạ mê. Còn xuyên bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura me rayama chapa mai dathana Veramani sikhavan saman yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Sura Merayama Chapamadathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani ban cha si ca bậc đa ni sa du cam ca tua ngập ba ma đề na ni cha ca lăng samar kita bang
Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra ngoài dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Xì lê na su kê tinh doan tị xì lê na phô khắc xâm bác đài xì lê na ni phô tinh doan tị ta sư mai xì lăng vị sô tha dê. Các chúng sanh này sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thú lành thay, con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung qua ru tamang. Bù thề yô khá lý tô đô sô bù thô khá mát tư tàng mang mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang wa rang. Tham mê yô khá lý tô đô sô tham mô khá mát tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ. Hai, hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. U tam mang ghe na wan de hang sa khang cha du vi tho tam mang. Sang khe yô khá lý tô đô sô sang hô khá mát tu tàng ma mang. Còn đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng. Tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Tôi tu sắp phẩm ga lăng rắc thanh tu sắp phẩm đế hoa ta sắp phẩm bụt đá hai nô qua quê nè sà đà sô thi phú quanh tu tê phú quê tu sắp phẩm ga lăng rắc thanh tu sắp phẩm đế hoa ta sắp phẩm thầm ma nô qua quê nè sà đà sô thi phú quanh tu tê phú quê tu sắp phẩm ga lăng rắc thanh tu sắp phẩm đế hoa ta sắp phẩm sân khả hai nô qua quê nè sà đà sô thi phú quanh tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sư oa thất là thô sức thổ rô nô hô bù thất sa sa nê a rô gô sức thổ hôi sa hà sa bế nhà tí phi sa thất là tha. Sư kỳ tà vô rô ná hà bù tát sa sa nê a rô ga sư kỳ tà hôi sa hà sa bế nhà tí phi tê a ta la tha sư kỳ vô rô ná hà bù tát sa sa nê a rô ga sư kỳ tà hôi tha sa hà sa bế hị nhà tí phi. Cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la ka mang ka ta pang ki vi yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang. Ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te. Ye tang ka tang su vi ti tang din nang pu nya pa lang
maya ye chata thana cha nan ti deva gan tua ni ve da yung sa be lu kam ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka manu nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đã được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàm nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàm quá tâm mê bù nhàn à sa quá kha yô quá hàng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài lại tâm ái. Sabbe purati maya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe purati maya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacimaya disaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampate hisamichantu sukhi atanang pariharantu dukha patta janit dukha payapatta janit paya
Sokapata chani soka hon tu sape pipani no. Nam mô Bụt Thầy, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành tạo được do sự lễ bái tam bảo, và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ qua ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4:31 sáng giờ Việt Nam, không biết sư bàn tay có mặt trước máy hay chưa, và nếu có xin cho bàn tay tín hiệu. Con kính nhường mic tại cho sư bắt đầu chương trình học câu pháp cú sáng nay. Dạ, con kính nhường mic lại cho sư. Sa thủ, sa thủ Huỳnh Danh Ngộ. Rất là mẫu mực ha, nghiêm túc, đến rất là đúng giờ. Và công ăn việc làm thì chỉ đến cái thời gian mà mình sinh hoạt mà thôi ha. Còn những ngày khác thì hơi bận rộn. Sa thủ Huỳnh Danh Ngộ ha. Quý vị thấy Huỳnh Danh Ngộ trong cái cách mà lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới ha, ngắn gọn rõ ràng, âm thanh tốt. Mà tốt là phải rồi. Huỳnh Danh Ngộ là một vị chuyên gia về kỹ thuật ha, chuyên gia về máy vi tính. Cho nên canh me giờ rất là hay, đúng giờ là đến. Đây là một cái điều mà xin lỗi nhiều vị giảng sư nhiều khi còn quên. Nhưng mà Huỳnh Danh Ngộ trách nhiệm bổn phận rõ ràng. Sa thủ Huỳnh Danh Ngộ ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 83. Trước khi bước vào ý nghĩa của câu Phật ngôn 83, chúng ta đem ra thảo luận học, thì xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt hồ ma hề sì a ra hằng tất hà gá tô lô cú tâm mô sắp bá gá rù hí chê thác bồ lô ca sá sá thài chá ná đầm má phù quý đồ hoành đà má hình tầng ná ra phù chá này giác cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài Phật trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trần, tô thượng giáo chủ trí năng vô lượng. Tử đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ giá tá sá sá thu nô lô cà nó mình thá sá vi nà khá rù khô sắp bà nhu bút thóc bà tí phù tí sành nhá tô hoành đà mở hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dụng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su vá tá sa sa quá cô sê kha su ca mô quá ra thầm má sê kha cô điền đà bá sân sa yá nà đá rô quá rô hoành đà má hình tầng ná ra phù. Chá này gia cần tăng bảo tinh văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng hương dưỡng. Ra tận á tê giá tê chê ná sức khà mê ê tú quá thá năng tác xà bí à nú phà quê ná xá hạ xà dê ná sê chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Alo, quý vị thấy rõ không? Sao chiếc hà bỏ cửa chạy lấy người rồi? Câu Phật ngôn 83. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Sắp bát
tha về sappurisa cha chan ti sabbatha về sappurisa cha chan ti sabbatha về sappurisa cha chan ti. Đây, bây giờ qua câu số 2 ha. Nakamakamalapayanti santo Nakamakamalapayanti santo Nakamakamalapayanti santo. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này ha. Sabbathawe sappurisa cha chanti nakamakamalapayanti santo Sabbathawe sappurisa cha chanti nakamakamalapayanti santo Sabbathawe sappurisa Purisa cha chanti nakamakamalapayanti santo. Câu 3 câu 4 ha. Sukhe na putta athava dukkhe na. Ồ, chỗ này có là chữ dukkhe nó đúng hơn cho chữ số khá thì phải đúc khá cho sao chỗ này chữ đú khề à, cái này phải thêm vô một chữ ca nữa. Alo, xin nhiều hoàng ơi, cho thêm một chữ ca. Su khề na phút thà a tha hoa đúc khề na à, xà thủ xin nhiều hoàng. À, thật là tuyệt vời, đâu cần thanh niên có việc gì khó, có sức như quan ha. À, nên là thăng lên tiếng là coi như sẽ mãn nguyện ngay. Sức như quan tuyệt vời. Rồi, bây giờ đọc lại câu số 3 ha. Sukhe na putta athava dukkhe na. Đọc lại câu số 3 ha, vừa mới sửa. Sukhe na putta athava dukkhe na. Sukhe na putta athava dukkhe na. Rồi câu số 4. Na uccha uccha vacchang bandita dassa yanti. Na uccha và quát chẳng bình đi ta đã xa dành tí na út chà quát chẳng bình đi ta đã xa dành tí. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Sư khề na phút thà á thá hòa đúc khề na na út và quá chẳng bành đi tà đá xa dành tí su khề ná phút thà á tháo hòa đúc khề ná ná út và quá chẳng bành đi tà đá xa dành tí. Đọc lại lần nữa. Su khề ná phút thà á tháo hòa đúc khề ná ná út và quá chẳng bành đi tà đá xa dành tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại theo dụng kinh ha. Sabbatha về sappurisa cha dành tí nakamakamala dành tí santo Sukhe na putta athava dukkhe na na uccha vacchang bandita dassa yanti. Lần thứ hai. Sabbathawe sappurisa
Purisa chát chân tí nát ca mát ca ma la bát yên tí sân tô su kê na phô tha a tha hoa đúc kê na na út cha hoa chăng bần đi ta đá sa yên tí. Như vậy thì có hai cách đọc. Nhưng mà cái cách đọc một lần hai câu á thì tương đối nó dễ hơn. Còn đọc một lần bốn câu cơ chừng đứt hơi rồi nó dẫn đến nước bóng à, thôi đọc hai câu an toàn ha. Sắp bát tháo về sắp purisa chát chành tí nát cà mắc cà mà lá bát dành tí sanh tồ suốt hề nát hút thà á tháo hòa đúc hề nát nát út chà quá chăng bình đi tà đá sạ dành tí à. Quý vị thấy cái đọc này tương đối dễ ha. À, làm một hơi là nguy hiểm lắm à. Nhưng mà chúng tôi biết rằng đạo tràng chúng ta có rất nhiều nhân tài hơi dài mà coi như đọc là vô tư à, không sao, không sao, người ta còn trẻ, người ta thi thố tài năng được. Còn lớn lớn tuổi thì quý vị phải thủ nha. Chứ bất chước à, theo các vị trẻ coi chừng chúng ta lên đường sớm á. À, đọc lại cho nó dễ nè. Sắp bát tháp về sắp purisa chát chành tí nát cà mắc cà mà lá bá dành tí sành tồ suốt hề nó phú thà á tháo hòa đúc hề nó nói út chà quá chăng bành đi tà đá sẽ dành tí. Rồi, người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Rồi bây giờ kể sau đây, câu này bao nhiêu từ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 từ. 11 từ thì chúng ta cũng cố gắng mà kể một lần hai câu ha. Hay là tới đâu hay đó đi, bảo đảm trước sau gì chúng ta cũng chết thôi. Nhưng mà khi mà đang đọc cái này mà chết á thì sung sướng hơn ha. Sapanthawe sampurisa chachanti nakamakama lapayanti santo sukhe na phun ta athawa dukhe na na ocha wa chang bandita dasayanti. Lại sambathawe sampurisa chachanti nakamakama lapayanti santo sukhe na phutha athawa dukhe na na ucha wa chang bandita dasayanti. Một lần nữa, bồ kệ nghe hay à, anh đọc thêm lần nữa. Sambandhawe sampurisa chachanti nakamakama lapayan ti santo sukhe na phun ta athawa dukhe na na ucha wa chang bandita dasayanti. Rồi xin mời Sik Meta, Sik Kim Nhung, Sik Hồng Mai, Sa Thủ bốn hoàng tài am chỉ về tứ diệu đế ha. Rồi xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Cảm ơn cô Thiện Vũ, cảm ơn cô Kim Nhung cho biết tín hiệu đã nghe được rõ. Cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn cô Kim. Dạ, như vậy là âm thanh của con đã nghe được rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 83.
Sabbathawe sapurisa cha chan ti nakamakama labhayanti santo sukhe na futtha athawa dukkhe na na uccha vacchang bandita dasayanti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sabbath là hai trường âm nhấn, tha đoạn âm, quê trường âm thông thường, sắp trường âm nhấn, bú rí hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, chá đoạn âm, chanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, ná đoạn âm, ca trường âm thông thường, má đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, lá bá hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, sanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Sabbathawe sapurisa chachanti naka maka malabhayanti santo. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Sú đoạn âm, khê trường âm thông thường, ná đoạn âm, phút trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, á tha hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đúc trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, na ná hai đoạn âm, út trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, qua đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đát trường âm nhấn, xá đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm. Su khê na phút tha a ta hoa đúc khê na na út cha hoa chăng banh đi ta đát xá danh tí. Và con đọc lại. Sabbathawe sapurisa chachanti nakamakama labhayanti santo sukhe na futtha athawa dukkhe na na uccha vacchang bandita dassayanti. Sabbathawe sapurisa chachanti nakamakama kama kama labhayanti santo sukhe na futtha athawa dukkhe na na uccha vacchang bandita dassayanti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sabbathawe sapurisa chachanti nakamakama labhayanti santo sukhe na futtha athawa dukkhe na na uccha va chăng bandita dassayanti. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Tỳ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con xin ngừng mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 83. Con nãy giờ chưa nghe thấy sư tự khen mình. Bữa nay mới nghe thấy sư nói sư kể hay quá, sư kể thêm lần nữa. Trời ơi, làm con nổi da gà luôn với sư. Trời ơi, con mừng quá.
Đâu giờ con nghe thấy sư là nói sư là hay nhất rồi, mà bây giờ sư còn tự biết sư hay nữa. Để được, hay quá trình luôn vậy sư. Còn hoàn hỷ vậy sợ. Thôi con trả bài đi, để sư nói. Mà chắc giờ chắc sư đi uống trà rồi, không có nghe đâu. Giờ sư nói, kệ hay quá. Sư giờ thấy kệ thêm vài lần nữa. Còn thấy cũng vậy đấy sư. Cảm ơn quý vị 1, 2, 3. Cảm ơn Hồng Thủy Kim Nhung, Thiện Vũ, Hồng Mai, học trò, Mecca. Còn cười nữa, cô Hồng Thủy Nhung còn cười nữa. Cho âm thanh nghe rõ, âm thanh nghe rõ ha. Liên tục ha. Xin cả bài Kinh Pháp Cú số 83. Quý vị có nghe giọng giọng không? Tại cái nhà chúng ta rộng quá. Không biết tại sao hôm nay nghe giọng giọng dữ quá. Sắp bắt tháo quê, sắp bú đi xà, cha chầm tí ná khà, má khà mà, lắp hát dầm tí xanh tồ, su kề ná phúc thà, á thá hòa, đức kề ná ná út, chà, quá chầm bành, đi thà, đá xa dầm tí. Sắp bắt tháo quê, sắp bú đi xà, cha chầm tí ná khà, má khà mà, lắp hát dầm tí xanh tồ, su kề ná phúc thà, á thá hòa, đức kề ná ná út, chà quá chầm tành đi tà đá xa dành tí. Phần tích câu 1 và câu 2. Sắp bắt hai trường âm nhắn, thá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sắp trường âm nhắn, bú ví hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, chá đoạn âm, chăm trường âm nhắn, tí đoạn âm. Phân tích câu số 2. Ná đoạn âm, kha trường âm thông thường, má đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, lá tá hai đoạn âm, danh trường âm nhắn, tí đoạn âm, xanh trường âm nhắn, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sắp bắt tháo quê, sắp bú đi xà, cha chành tí ná khà, má khà mà, lá phá dành tí xanh tô, xuất khề, ná phúc thà, ác tháo hòa, đúc khề na na út chà quá chành bành đi tà đá sa dành tí. Sắp bắt tháo quê, sắp bú đi xà, cha chành tí na khà, mát khà mà, lá khó dành thành tồ, xuất khề na phúc thà, ác tháo hòa, đúc khề na na út chà quá chành bành đi tà đá sa dành tí. Thành tích câu số 3, xú đoạn âm, khề trường âm thông thường, ná đoạn âm, trường âm nhắn, tha trường âm thông thường, á thá hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đúc trường âm nhắn, khê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Phân tích câu cúng cùi hai câu cuối cùng, ná đoạn âm, út trường âm nhắn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, chăn trường âm đọc thư giọng nguyên âm, banh trường âm nhắn, bí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đát trường âm nhắn, xá đoạn âm, danh trường âm nhắn, tí đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Trời ơi, sư nói sư khen sư đọc kệ hay quá. Mình biết đọc kệ tới đâu nữa. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Miễn là kệ xong được rồi, sư đâu có la đâu. Miễn là tới hai câu ngừng chút lâu chút, rồi tới câu số 3, số 4 chứ đừng tưng 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 ổng nói. À, đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc mọi nguyên bài và ca kệ. Su khề na phúc tha ác tha hòa, đúc khề na na út chà, quá chầm bành đi tà đát ta dầm tí. Sắp bắt tha quê, sắp bú đi xà, cha dầm tí na na khà, ma khà mà, la phá dầm tí sầm tô. Su khề na phúc tha ác tha hòa, đúc khề na na út chà, quá chầm bành đi tà đát ta dầm tí. Sắp bắt tháo quê, sắp bú đi xà, cha dành tí ná khà, má khà mà, lá phá dành tí sành tô. Su khề ná phúc thà, ác tháo hòa, đúc khề ná ná út, chà quá chành bành đi tà đát xa dành tí. Sắp bắt tháo quê, sắp bú đi xà, cha dành tí ná khà, má lá phá dành tí sành tô. Su khề ná phúc thà, ác tháo hòa, đúc khề ná na ốc cha quá chân phan đi ta đa sa dâm tì. Sạp bạc tha quê sa pu đi sa cha dâm tì. Na kha ma la pha dâm tì san tô.
Su khe na phúc ta ta wa đúc khe na na ốc cha wa chanh phan di ta đa sa dâm ti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bẩn đục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu kinh Pháp Cú số 82. Trời ơi, hạnh kiểm sa thú Hồng Mai vỗ tay một người, Hồng Địa Kim Dung vỗ tay hai người, cô Mít Trạ vỗ tay ba người, còn Giang Dứt Hạ chắc đang ngồi đọc bài. Trời ơi, vỗ tay có một cái hạch tiện trời. Quý vị có thấy sư con có sai gì không sư? Quý vị thấy cái sai gì không? Quý vị có nhân nghĩ gì không? Quý vị cho biết nha. Không có thì bây giờ cảm ơn quý vị đã cho bông qua và vỗ tay vỗ chân. Bây giờ mời cô Hồng Thị Kim Dung kế tiếp, hình như là vậy đó, không biết đúng không, không đúng thì mời người kế tiếp nha. Chúc quý vị luôn ăn vui, tôi đi sửa bóng đèn. Ba alo 123 123, thấy người ta vỗ tay là mừng lắm. Có chị Nhân trong này nghe. Nhân ở chỗ nào? Câu đầu tiên, cái động từ số nhiều cha chanh tí. Chữ chanh tí đọc thành ra chữ danh. Nhớ ha. Ở đây trong cái quốc gia đó, chứ không phải là á quốc gia hả? Trong quốc gia thì ở đầu là chữ cha. Ở sau cũng là chữ cha nhưng mà đọc mạnh hơn. Chữ C, chữ G. Thì ở đây chữ cha là đọc nhẹ ha. Chữ chanh chúng ta đọc mạnh hơn. Nó là khô xá. Thì bây giờ chữ này mà đọc thành là chữ danh, khổ quá. Nếu mà đọc chữ danh là ác quốc gá, nó vô đoàn. Còn đây nó nằm ở trong đoàn cha. Cái từ thứ hai cá, cá hả, được cha nè. Thì đây là trong cái đoàn. Đọc lại ha. Cha chanh tí, cha chanh tí. Chữ chanh đọc nghe như là chữ văn, đọc giống như chữ danh như vậy đâu có được. Cha chanh tí. Chữ chanh đọc mạnh chút nha, nặng một chút nha. Rồi đọc nghe 20 lần thì giống như chữ danh tí, không được. Chá chanh tí chanh. Và nó nhấn mạnh chút bởi vì nó khô xá. Còn chữ chá này là á khô xá ha. Rồi chỉ có chừng đó thôi. Hoặc khỏi đọc lại bởi vì sợ không đủ thời gian. Vậy bây giờ mời sĩ Kim Nhung, sĩ Cộng Mai, sĩ Thiện Vũ bỏ lại xuống đi. Lên nói nhiều quá rồi cái mất thời giờ của đạo tràng. Khi nào mà còn thời gian á thì khi đó thắc mắc. Rồi bây giờ mời sĩ Kim Nhung, sĩ Cộng Mai, sĩ Thiện Vũ, sĩ Hà. Sĩ Hà nãy vô chào có được ăn vui không, rồi có bỏ chạy, ai ngờ cũng bỏ của chạy lên người. Không ngờ chạy ra rồi lấy trấn chạy vô. Rồi xa thủ xa thủ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chàng. Đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 83. Sắp bắt tha quề sắp Buri sàn cả mắc cả nà. Dạ con sám hối, con đọc sai chỗ này. Sắp bát tha quề sắp buri sà cha chàn ti na cả mắc cả mà la ba dàn ti sàn tu phút thà a tha hòa đúc hề na na úc trà qua chàng bàn đi tà đa sa dàn ti. Sắp bát tha quề sắp buri sà cha chàn ti na cà mắc cà mà la ba dàn ti sàn tổ su khề na phút thà a tha hòa đúc khề na na úc trà qua chàng bàn đi tà đa sa dàn ti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục,
giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sắp bát là hai trường âm nhấn, là quê là trường âm thông thường. Sắp là trường âm nhấn, bú rí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, chan là trường âm thông thường, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ca ma là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, pá là đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Sắp bát tha huệ sắp Purisa cha chan tinaka makka ma la pa yan ti san to. Sú là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, phút là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, á thá là hai đoạn âm, wa là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná là đoạn âm, úc là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha trường giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, das là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, an nhấn, tí là đoạn âm. Khề na phu thà a tha hòa đúc khề na na u chà qua chẳng bàn đi tà đa sa dàn tí. Con xin đọc lại ạ. Sắp bát tha huệ sắp puri sa chắc tí na cà ma cà mà la ba dàn tí sàn tổ su khề na phu thà a tha hòa đúc khề na na u chà qua chẳng bàn đi tà đa sa dàn tí. Dạ con xin kể. Sắp ba tha quê sắp bù ri sa cha chan ti na ca ca ma la ba yan ti san to su khê na phút tha a tha wa đục khê na na u cha wa chẳng pan đi ta đa sa yan ti. Ba tha quê sập bù ri sa cha chan ti na ca ma ca ma la ba ya an ta bồ su khê na phút tha a tha wa đục khê na na u cha wa chẳng bán đi ta da ya an ti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đệ vâng ạ. Dạ con có sẵn thỉnh bàn chỉnh sửa giúp. Dạ con kính sư thân mời Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý sư quý cô của tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu kệ ngôn số 83. Sắp bát tha huệ sắp vô vi xà chát chằn tí ná cà ma cà mà lá ba dàn tí sàn tổ su khề na phút thà á tha hòa đúc khề na na út chà hoa chằng bằng đi tà đá sa dàn tí. Sắp bát tha huệ sắp Purisa cha chan tinaka maka ma la pa yan ti santo sukhe na futha athawa dukhe na na utcha wa chang pandita das sayanti. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sap bát là hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sap trường âm nhấn, bú rí hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, chá đoạn âm, chăn trường âm nhấn, tí đoạn âm, ná đoạn âm, ca trường âm thông thường, má đoạn âm,
ca, ma, hai trường âm thông thường, lá, pá, hai đoạn âm, gian, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, san, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, sắp, bắp, tha quê, sắp, purisa cha chan tinaka maka ma lapa yan tisanto. Ông xin phân tích câu 3 và câu 4. Xú là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, ná đoạn âm, phút trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, á thá hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đúc trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, ná đoạn âm, ná đoạn âm, út trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đát trường âm nhấn, xá đoạn âm, gian trường âm nhấn, tí đoạn âm, suốt khê ná phút thà át thá hòa đúc khê ná ná út chà quá chẳng tăng đi tà đát sa dàn tí. Dạ con xin đọc lại câu 83. Sắp bát tha quê sắp bu tuy sàn mà ma cà mà la pa dàn tuy sàn tô su khề na phút tha a tha hòa đúc khề na na út chà quá chẳng bằng đi tà đa sa dàn tí. Sắp bát tha quê sắp purisa cha chan ti na ka ma ka ma la pa yan ti san to su khe na phu tha a tha wa duk khe na na uk cha wa chang pang di ta das sa yan ti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Sắp bát tha quê sắp puri sa cha chan ti na ka ma ka ma la pa yan ti san to su khe na phu tha a tha wa du khe na na ut cha wa chang bi ta da sa yan ti sắp bát tha quê sắp vi sa cha chan ti na ka ma ka ma la pa yan ti san to su khe na phu tha a tha wa du khe na na u cha wa cham pang di ta da sa yan ti. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Cảm ơn đạo tràng. Xin mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc Cú Pháp Cú số 83. Sáp bát tha quê sáp purisa cha chan ti na ka ma ka ma la pa chan ti san to su khe na phut tha a tha wa duk khe na na ut cha wa chang bang di ta dat sa yang ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sap bat hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sap trường âm nhấn, phú, trí, hai đoạn âm, xa, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, chăn, trường âm nhấn, tí, ná, hai đoạn âm, ca, trường âm thông thường, má, đoạn âm, ca, ma, hai trường âm thông thường, lá, pá, hai đoạn âm, dăn, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, xanh, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường. Sáp bát tha quê sáp bú ri da cha chăn ti na ca ma ca ma la ba danh ti xanh tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4.
Xú, đoạn âm, khê, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, phút, trường âm nhấn, tha, trường âm thông thường, á, thá, hai đoạn âm, qua, trường âm thông thường, đúc, trường âm nhấn, khê, trường âm thông thường, ná, ná, hai đoạn âm, út, trường âm nhấn, cha, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, chăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, ta, trường âm thông thường, đát, trường âm nhấn, xá, đoạn âm, danh, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, su khê na phút tha a tha hoa đúc khê na na út cha hoa chàng bành đi ta đát xa danh tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 83. Sáp bát tha quê sáp bú ri sa cha chăn tí na ca ma ca ma la pa danh tí sanh tô. Su khê na phút tha a tha hoa đúc khê na na út cha hoa chăng bành đi ta đát xa danh tí. Sáp bát tha quê sáp bát tha quê sáp pu ri sa cha chăn tí na ca ma ca ma la pa danh tí sanh tô. Su khê na phút tha a tha hoa đục khê na na út cha hoa trắng bánh đi ta đạt xa danh tì. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và con xin đọc và phân tích bài học hôm nay là câu pháp cú số 83. Sắp Pathawe sapurisa cha chan tinaska maka ma la patyan ti santo sukhe na futha athawa dukhe nana ucha wachang bandita dasayanti. Pathawe sapurisa cha chan ti Pathawe sap Purisa cha chan ti na ka ma ka ma la pa yan ti san to su khe na phu ta a tha wa duk khe na na uk cha wa chan pandita dasa yan ti. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sapa tha we sap purisa cha chan ti na ka na ka ma ka ma la pa yan ti san to. Và câu số 1, sắp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bú rí là hai đoạn âm, xa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má là đoạn âm,
Kama là hai trường âm thông thường, lá bá là hai đoạn âm, văn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Sapathawe sapurisa chachanti naka maka ma la payanti santo. Và con phân tích câu số 2, và câu số 3 và câu số 4. Xú là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, phút là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, á thá là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, trúc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Và câu số 4, ná là đoạn âm, úc là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, das là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Su khe na phu ta a tha hòa đúc khe na úc na na úc cha quá chan bành đi ta das sa gian tí. Dạ, con xin đọc lại. Sapatha we sapurisa cha chan tinaka maka ma la payan ti santo sukhe na phu ta atha wa dukhe na na uk cha wa chan ban ta dasa yan ti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bằng dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không an vui. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ con xin kể câu Pháp Cú số 83. Sambantha we samburisa cha chanti nakamaka malabayanti santo Sukhe na phu tha tha wa dukhe na na ung cha wa chan ban di ta dasa yan ti. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều và cảm ơn chị Sích Như Quang đã post bài học hôm nay ạ. Nam mô Bích Kha giá. Giờ niệm từ xin mời cô Hà. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Trí Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, con xin sám hối sau cái... Dạ, con xin sám hối cái microphone của con nó tù. Dạ, cảm ơn con mai cho Đức Tinh Hiền. Dạ, con thấy cái trên cái màn hình của con á, con là người thứ hai chứ chưa đến phiên con nên con không có cầm mic, nhưng mà con thấy Nhân Nhật Hà nhắc con lên cầm mic thì thôi để con cầm mic luôn. Dạ, Nam mô Bích Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sân Thầy á. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ cái Chư Đức và kính chào các cô tu nữ đạo tràng và con xin chào bài.
Kinh Pháp Cú 83. Sabbatha we sapurisa cha chan tina ka ma ka ma lappa yan ti santo sukhe na futha atha wa dukhe na na ucha wa chan bandita dasa yan ti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Sắp bát hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sắp trường âm nhấn. Bú rí hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, chá đoạn âm, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm. Sapattha về sapurisa cha tràn tí ná đoạn âm, kha trường âm thông thường, má đoạn âm, kha ma hai trường âm thông thường, lá bá hai đoạn âm, yon trường âm nhấn, tí đoạn âm, son trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Naka maka ma la pa yon ti son tô. Su đoạn âm, khê trường âm thông thường, né đoạn âm, phú trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, á thá hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đức trường âm nhấn, dạ đức đoạn âm, khê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Su khê ná phu thà á thà và đức khê ná, ná đoạn âm, út trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, chân trường âm nhấn. Đã, dạ con xin sám hối, trăng trường âm đọc theo dọc nguyên âm. Ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường, dash trường âm nhấn, xá đoạn âm, dan trường âm nhấn, tí đoạn âm. Na u cha wa chan ban di ta das sa yan tí. Con xin đọc hết 4 câu. Sắp ba tha về sắp bu ri xà cha dàn ti na ca ma ca ma la ba dàn ti san tô su khe na phu tha a tha wa đức khe na na u cha wa chan ban di ta đa sa dàn ti sắp ba tha về sắp bu ri xà cha chan ti na ca ma ca ma la ba dàn ti san tô su khe na phu ta a tha wa đức khe na na u cha wa chan ban di ta đát sa yam tí. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ là khổ, bậc trí không vui buồn. Dạ con đã đọc xong, dạ con có sai trong ngày và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin tra mất bài cho bài kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính định lễ ngài quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 83. Sapattha we sapurisa cha chan takka makkama la phayanti santo suke na putta athava dukke na na uccha vacchang pandita dassa yanti. Con xin phân tích câu 1 và 2. Sắp bắt thâu về sắp phú ri xà cha chẳng tí na ca mắc ca mà la phá dặn tí sàn tù. Sắp trường, sắp bắt hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, quê trường âm thông tường, sắp trường âm nhấn, phú rí hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, chá đoạn âm, chân trường âm nhấn, tí ná hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, mã đoạn âm, kha ma hai trường âm thông thường, lá phá hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí trường âm nhấn, tí đoạn âm, san
trường âm nhấn tô trường âm thông thường. Sắp bát tháo về sắp puri sa cha chan ti na ca ma ca ma lao pha dành ti san tô. Câu 3 và 4. Sukhe na putta atha wa dukhe na na ucha vachang pandita dasayanti. Sứ đoạn âm, khe trường âm thông thường, ná đoạn âm, put trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, á thá hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, trước trường âm nhấn, khe trường âm thông thường, ná ná hai đoạn âm, út trường âm nhẫn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường, das trường âm nhấn, xá đoạn âm, dan trường âm nhấn, tí đoạn âm. Sukhe na putta athawa dukhe na na uccha vacchang pandita dasayanti. Sappatha ve sapurisa cha chanti na kama kama la vayanti santo. Sukhe na putta athawa dukhe na na uccha vacchang pandita dasayanti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ là khổ, bậc trí không vui buồn, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sampan tha we sampurisa cha chanti nakama kama la va yanti santo sukhe na punta athawa dukhe na na uccha vacchang pandita dasayanti. Sampantha ve sapurisa cha chanti na kama ma ka payanti santo sukhe na puntha antawa dukhe na na uccha vacchang pandita dasayanti. Dạ thưa con, đã đọc xong, con có sai xin nào và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, và dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, và dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 83. Sắp bát tha quê sắp bú đi xà cha chàn tí na cà ma cà mà la bạ dành tí sành tồ su khề na phút thà a tha hòa đúc khề na na úc trà qua chàng bàn đi tà đắc xa dành tí. Sắp bát tha quê sắp bú đi xà cha chàn tí na cà ma cà mà la bạ dành tí sành tồ su khề na phút thà a tha hòa đúc khề na na úc trà qua chàng bàn đi tà đắc xa dành tí. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Sắc bát là hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, về trường âm thông thường, sắc trường âm nhấn, bú trí hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, chá đoạn âm, chan trường âm nhấn, tí ná hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, má đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, lá bá hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, sanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Sắp bát tha quê sắp bú đi xà cha chàn tí na cà mát cà mà la bát danh tí sanh tô. Dạ con xin đọc phân tích câu 3, câu 4. Số đoạn âm, khê trường âm thông thường, ná đoạn âm, phút trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, á thá hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đốt trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, ná ná hai đoạn âm, út trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thường, đát trường âm nhấn, xá đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm,
Sukhe na phutha atha wa duk khe na na uc cha wa chẳng bàn đi ta đắc sa dần tí. Dạ con đọc lại bài. Sắp bát tha huệ sắp bồ đi sa cha chan tê na ca ma ca ma la dần tí san tô. Sukhe ni phutha atha wa duk khe na na uc cha wa chẳng bàn đi ta đắc sa dần tí. Dạ con xin kể. Sambatha ve sambodhisa chayante na kama kama halapayanti santo. Sukhe na phutha athava dukhe na na ucchava chang bandita dan chayante. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bận đục, người lành không bận dục. Ủa con xin đọc lại, con đọc sai chính tả. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Dạ con đọc và phân tích và kệ xong, con có chỗ nào sai con xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn và xin cho mít lại cho đạo tràng. Con xin mời vị tiếp theo. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Sau đó con xin đọc câu Pháp Cú số 83. Sabbatha ve sabburisa cha chan tinak ca ma ca ma cha ba dàn ti san tô su khe na phut tha a tha va u khe na na u cha va rằng bàn đi ta đa sa dàn ti. Câu số 1, sáp là trường âm, sáp bát là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, v là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, bú rí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu số 2, ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ca ma là hai trường âm thông thường. Lá bá là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu số 3, xú là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, phú là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, á thá là hai đoạn âm, va là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Câu số 4, ná là đoạn âm, úc là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Sát bát tha về sát bu ri sa cha dàn tí na ca ma ca ma la ba dàn tí san tô. Su khe na phu tha a tha và u khe na na u cha vá chăng bàn đi ta đa sa dàn tí. Con xin kể. Sabbatha vesaha burisa chayanti nakama kama labayanti santo sukhena futha athava dukhena na uchava chang bandita dasayanti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ khổ, bậc trí không vui buồn. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng xin sửa. Con xin xuống mít.
Cảm ơn Như Quang Cần đã post bài. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 83 ngày hôm nay ạ. Sắp bắt tha quê sắp purisa chất chan tinaka maka ma la pa dành tí sành tổ su khê na phút thà á tha hòa đúc khê na na úc chà quá chăng bành đi tà đắc xa dành tí. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Sắp bắt tha quê sắp purisa chất chan tinaka maka ma la pa dành tí sành tổ. Sắp bắt là hai trường âm nhấn. Thá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bú, rí, hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí, ná là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ca, ma là hai trường âm thông thường, lá, bá là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Su khê na phút thà á tha hòa đúc khê na na úc chà quá chăng bành đi tà đát xa danh tí. Su là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, phút là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, á, thá là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, ná, ná là hai đoạn âm, út là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, das là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Su khê na phút tha á tha hòa đúc khê na na út chà quá chăng bành đi tà das xá danh tí. Dạ, con xin đọc lại ạ. Sắp bắt tha quê sắp purisa chất chan ti na ca ma ca ma la pa dành ti san to su khê na phút tha a tha hòa đúc khê na na út chà quá chăng bành đi ta đát sa dành ti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sapatthawe sapurisa chayanti nakamaka malabayanti santo sukhena futtha athawa dukhena na uccawa changbandita dasayanti. Sapatthawe sapurisa chayanti nakamaka malabayanti santo sukhena futtha athawa dukhena na uccawa changbandita dasayanti. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Thú xà thú hôm nay vị nào cũng hay hết. Sư Tâm Phương nghe rõ nè. Hồi nãy sư Tâm Phương coi như là nó không nghe rõ, bây giờ nghe rõ ha. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là sao? Tới giờ phút này mà huynh Chánh Ngộ còn ở trong room nè. Như vậy là chắc huynh Chánh Ngộ cũng rảnh ha. Rồi, mời huynh Chánh Ngộ, lâu quá không nghe cái giọng của huynh Chánh Ngộ đọc kinh cũng như ngâm kệ. Alo, huynh Chánh Ngộ đâu rồi? Đạo tràng muốn nghe cái giọng của huynh Chánh Ngộ. Ô, xà thủ, xà thủ.
Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Dạ con xin chào quý vị đạo hữu. Dạ con xin đọc kinh, phân tích trường âm đoạn âm chứ con không có biết đọc kệ nha sư. Sabbathawe sapurisa chayantinaka makama lapayanti santo sukhena putha atawa dukhena na uccha vachang pandita dasayanti. Dạ con xin phân tích câu số 1. Sabbathawe sapurisa chayantī. Sáp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, rí là đoạn âm, sa trường âm thông thường, chá là đoạn âm, danh là âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu số 2. Nakka makka ma tapayanti santo. Ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ca ma là hai trường âm thông thường, lá pá là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu số 3. Su khê na put tha a tha hoa đu khê na su là đoạn âm, khê trường âm thông thường, ná là đoạn âm, put là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, á thá là hai đoạn âm, hoa là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Câu số 4. Na uccha vachang pandita dasayanti. Ná là đoạn âm, út là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, das là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, là tí là đoạn âm. Nhà con xin đọc lại câu pháp cú một lần nữa. Sabbathawe sapurisa chayanti nakka makka ma lapayanti santo sukhe na putha athawa dukhe na na uccha vachang pandita dasayanti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục. Dầu cảm thọ là khổ, bậc trí không vui buồn. Dạ con xin xuống mít. Sa thủ huynh danh ngộ. Thường thì huynh danh ngộ đến và đi có công chuyện, nhưng mà hôm nay chắc là rảnh rỗi. Và có mặt tới bây giờ, âm thanh của huynh Chánh Ngộ rất là tốt, huynh Văn Nhật Hà cũng tốt, hình như cái giọng người Nam á, là cái giọng nào cũng tốt hết á. Ví dụ như huynh Châu đến với đạo tràng cũng âm thanh nghe rõ ràng, rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ trước khi chúng ta đi vào tự vận ha, đi vào duyên sự, thì xin phép chúng tôi xin lặp lại một lần, bởi vì có nhiều vị nghĩ rằng bài này khó quá, rồi ngại không dám đưa tay lên đọc, hoặc là có nhiều vị thì thấy ô cái bài này đọc hay, đọc lại 2-3 lần ha. Thì bây giờ ôn lại trước khi chúng ta nghe tự vận của cái bài này ha. Xin lỗi sư Tâm Phương ha, bởi vì cái thời gian của chúng ta sinh hoạt cũng canh giờ, để 6:30 chúng ta nghỉ. Vị nào đưa tay thì đọc, còn vị nào mà không đưa tay bận công việc gì đó thì chúng tôi sẽ
làm cho cái thời gian vừa phải. Sắp bát tha về sắp puri sa chát chan ti nát ca mát ca ma la pha dần ti san tô su khê na phút thà á tha hòa đúc khê na na út cha quá chẳng bành đi tà đá sa dần ti. Đó là cái cách đọc ở thứ nhất, là chúng ta thấy rằng cái câu số 2 cuối câu đó là trường âm thì chúng ta dừng lại. Còn nếu mà không phải trường âm thì đó là một sự khó khăn, một bài học khó. Sắp bát tha về sắp pu ri sa chát chan ti nát ca mát ca ma la pa dần ti san tô su khê na phu tha a tha hòa đúc khê na na út cha qua chăng bành đi ta đa sa dần ti. Nếu mà đọc một hơi như vậy thì chúng ta thấy rằng cuối câu số 2 nó không phải là trường âm, thì chúng ta đọc một hơi như vậy. Còn mà cuối câu số 2 nó là trường âm, đó là một sự sung sướng. Chúng ta mệt sẽ nghĩ chỗ đó, và chúng ta đọc cái bài này nó có lực hơn. Sắp bát tha về sắp pu ri sa chát chan ti nát ca mát ca ma la pa dần ti san tô. Quý vị nghĩ chỗ này cảm thấy nó nhẹ nhàng ha. Su khê na phu tha a tha hòa đúc khê na na út cha quá chăng bình đi tà đá sa dần ti. Quý vị chia ra làm hai và phân bổ cái hơi sức của mình, và quý vị cảm thấy đây là một câu Phật ngôn dễ đọc. Rồi còn về giọng kệ, câu 8 từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4 rất là sung sướng, dễ. Còn với câu này tới 11 từ, cho nên cái lối kệ của chúng ta nó cũng tùy theo cái âm điệu, tùy theo cái bài kệ, bài thơ mà chúng ta cũng phải phân bổ cái hơi sức của chúng ta cho nó thích nghi. Cũng giống như Sĩ Thiện Vũ hồi nãy đọc tới sắp bắt tháo quê cái ho một cái rồi mới lấy hơi đọc lại, bây giờ chúng tôi cũng bắt chước ha. Sắp bắt tháo quê sâm pu ri sa cha chan ti na ca ma ca ma la pa yan ti san to su khê na phu tha a tha hòa đúc khê na na u cha hòa chăng ban đi ta đa sa yan ti. Như vậy thì trong cái lối kệ chúng ta cũng phải tùy theo cái chữ trong đó mà chúng ta đọc sao mà mình cảm thấy rằng mình nghe được, tức là quý vị cảm thấy rằng mình làm chủ cho chính mình ha. Atta hi atano na tho, mình là nơi nương nhờ cho chính mình. Cho nên khi mà quý vị đọc mà quý vị cảm thấy hay á là được rồi. Đừng có thấy người ta như Sĩ Kim nói thấy nhiều bông hoa rồi vỗ tay vỗ chân rồi là thấy hoan hỷ không. Ở đây cái quan trọng nè, dầu cảm thọ lạc khổ bậc chỉ không vui buồn. Họ vỗ tay vỗ chân kệ người ta, mình đọc có chạy chữ hay không, mà mình đọc mình có cảm thấy hoan hỷ hay không, đó là cái quan trọng nha. Chúng ta học áp dụng liền trong cái câu Phật ngôn này. Đó là một cái điều thiết thực. Và cái điều thiết thực nhất là chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa sắp bát tháo quê sắp pu ri sa chát chan ti. Câu này ý nghĩa thế nào? Xin mời Chích Như Quang ha. Rồi, chữ sắp bát tha, sắp bát tha đây là một trạng từ. Chữ sắp ba cộng với át tha thành ra sắp bát tha là tất cả, tất cả. Rồi từ thứ hai, chữ quê là một bất biến từ. Thật vậy, quá vậy, đúng vậy. Chữ quê,
chứ không phải như tiếng Việt Nam mà nó nghe quê cái là bỏ chạy. Rồi chữ thứ ba, Sapurisa. Sapurisa, chúng ta thấy tiếp đồ ngữ ở phía trước, sa. À, chữ Purisa là một danh từ nam tính ha, Akrantapumlinga, và có tiếp đồ ngữ sa ở phía trước thì Lobo và sanh thí xóa và ráp chữ thì phải thêm một chữ B nữa. Cho nên Sapurisa, Sapurisa đây là một cái hình thức chủ từ số nhiều. Bathama bahu vachana, cho nên Purisa biến thành Purisa. Các bậc thiện nhân, các bậc thiền nhân, các đấng quân tử, Sapurisa. Rồi từ thứ tư, cái động từ này cha thành tí chữ Purisa bộ nó hơi khó hay sao mà xích chữ quan viết thay nó hơi chậm ha. Bậc thiện nhân, thiện nhân chứ không phải thiên ha. Nếu mà thiên nhân tức là coi như ông trời á, các vị chư thiên, đây là thiện nhân. Các bậc thiện nhân, các đấng quân tử, sa tu. Còn thiên nhân là mấy ông trời, mấy ông trời thôi, ở đây không phải. Đi qua mới các vị chư thiên ha. Đây là con người, người là thiện nhân quân tử. Và cái động từ chắc chắn thì động từ số nhiều, có nghĩa là từ bỏ, từ bỏ. Và cái câu đầu tiên, sắp bát tháo quê sắp phú rì xa chắc thành đi, câu này có ý nghĩa thật vậy, bậc thiện nhân từ bỏ mọi thứ, hoặc là từ bỏ tất cả, từ bỏ mọi thứ, mà mọi thứ đó là ám chỉ về ái dục. Cái câu số 2 nó sẽ bổ sung cho cái câu đầu tiên này ha. Từ bỏ tất cả. Rồi câu số 2, Naka maka ma la pa yan ti san to, Naka maka ma la pa yan ti san to. Chữ đầu tiên, chữ na là quý vị biết nè, rất là dễ ha. Na là không ha. Na a anh, đó là những cái từ phủ nhận, nó đứng trước, nó là không. Kama kama, chữ kama là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Kama là dục, nhưng mà bây giờ hai cái từ này nó đi liền với nhau, kama kama, kama kama, thì nó trở thành một cái thành ngữ, một ngạn ngữ, một tục ngữ, cà má cà má. Và ở đây nó đứng làm chủ từ số nhiều, bà tha ma bà hú quá cho nó quỳ phát tí. Cho nên cà má cà má có nghĩa là các dục lạc, các dục lạc. Dục đã là không tốt rồi, nhưng mà nhiều cái không tốt trong đó nữa, các dục lạc, cà má cà má. Rồi từ động từ thứ ba, la ba dành tí, la ba dành tí, cái động từ số ba này, động từ số nhiều này, có từ số ba, động từ số nhiều. Cái từ này thì chúng ta thấy trong đạo tràng hay thắc mắc về cái động từ la ba dành tí, mà người thắc mắc nhiều nhất á, thực tế luôn ha. Người thắc mắc nhiều nhất đó, ở trong đạo tràng chúng ta, đó chính là cô Kim. Đâu chạy mất tiêu rồi ha. Cái cô này á, nói cái động từ này nhiều quá. Cà mắc cà à, lắp phá dân tí là lãm nhảm nè, lầm bầm nè, cam ram nè, lắp phá dân tí.
cái động từ này là si kem ám chỉ về cá nhân chúng tôi. Xong nó nhiều quá, lãm nhảm, càm ràm, lâm bầm. Đó là động từ lá ba danh tỷ. Rồi, cái từ cuối cùng, sanh tô. Sanh tô do cái từ sanh tả, nhưng mà cái từ này, chữ sanh tả này cũng được đứng làm chủ từ. Chủ từ số ít. Bathama ekavachana vipatti, cho nên sanh tả biến thành sanh tô. Sanh tô, các bậc bậc đạo đức, bậc hiền thiện. Bậc đạo đức, bậc hiền thiện, nó cũng tương đương với cái từ mà sappurisa ha. Rồi, bậc đạo đức, bậc hiền thiện. Rồi, như vậy thì câu số 2 này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Naka maka ma lapa dành tí sanh tù. Các bậc đạo đức không lãm nhảm các ước muốn về dục lạc. Bậc đạo đức không lãm nhảm các ước muốn về dục lạc. Không lãm nhảm các ước muốn về dục lạc. Đó là câu số 2 ha. Rồi còn 2 câu nữa. Sukhe na putha athawa dukhe na. Đúng rồi, sukhe na putha athawa dukhe na. Chữ sukhe na do cái từ sukha. Sukha là một danh từ trung tính akaran tanapum sakalinga. Và chữ số này được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là tatiya vipatti ekavachana. Cho nên sukha biến thành sukhe na. Sukhe na ý nghĩa với niềm vui, với hạnh phúc, với an lạc. Với niềm vui, với hạnh phúc, với an lạc. Và cái chữ này khi mà vừa đến với đạo tràng thì Siddha mới hỏi chúng tôi có được an vui không. Thì cái chữ an vui đó tức là do cái từ sukha này. Với niềm vui, với hạnh phúc, với an lạc. Rồi với Buddha, từ thứ hai Buddha, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính và đứng làm chủ từ số nhiều. Đã bị xúc phạm. Buddha đã bị xúc phạm. Buddha đã bị xúc phạm. Rồi cái từ Athawa hoặc là Athako. Ở đây cái từ này chúng ta hiểu khi mà nó đi chung với nhau như vậy có nghĩa là hay là hoặc là. Athawa hay là hoặc là lại nữa vân vân. Athawa hoặc là hay là bằng đúng là dukhe na. Chữ dukhe na, chữ dukhe na do cái từ dukha ha. Dukha nó là một danh từ trung tính akarantanapum sakalinga và ở đây nó cũng được chia theo sử dụng cách số ít. Tatiya vipatti ekavachana, cho nên chữ dukkha biến thành dukkhe na. Và dukkhe na ý nghĩa là bởi sự khổ.
bởi sự an lạc hoặc là với niềm an lạc, ở dưới này bởi sự khổ hoặc là với sự khổ. Đức Thầy nè, rồi cái câu này kèm thêm một câu nữa để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau là câu cuối cùng. Nó út già quá trần bình đi ta đất sài thành ti. Nó út già quá trần bình đi ta đất sài thành ti. Câu số 4 nó là không ha. Nó cũng giống như câu số 2. Rồi út già quá trần. Út già quá trần. Ở đây chúng ta thấy út già cộng với áo quá trần thì chữ út cha đây là một tính từ có nghĩa là cao. Rồi áo quá trần hay là áo quá cha nó cũng là một tính từ thấp. Cao và thấp đi chung với nhau, út cha quá trần, bởi vì nó được ghi theo đối các số ít đối trị giao thì phát tiết cao quá trần á, cho nên áo quá cha biến thành áo quá trần. Hai từ này ghép lại út cha quá chân, cao và thấp, ý nghĩa cũng có nghĩa là vui hay buồn, vui hay buồn, hoặc là cao hay là thấp, cao và thấp, vui hay buồn. Út cha là cao, áo quá chân là thấp, cũng có nghĩa là vui hay buồn. Rồi, chữ bandita, bandita do cái từ bandita, bandita nó là một danh từ nam tính akrantapumlinga. Và bandita ở đây được chia theo chủ từ số nhiều, chủ cách số nhiều. Bà tham má bà hú quá chân áo quỷ pháp tí, cho nên ban đi ta biến thành ban đi ta, các bậc trí tuệ, các bậc trí tuệ. Rồi chữ cuối cùng, đây là một động từ số nhiều, đá sa dành tí. Động từ số nhiều này có ý nghĩa khiến cho thấy phô bày. Do cái động từ dasati ha, căn ngữ của nó là vậy thì dasayanti khiến cho thấy phô bày, phô diễn. Rồi như vậy thì câu số 3 và câu số 4 hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Sukhe na phutha athawa dukhe na na uccha wa chang bandita dasayanti. Bị xúc chạm bởi lạc hay là khổ, các bậc trí tuệ không tỏ ra vui hay là buồn. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Đó là các bậc trí tuệ do cái từ bên lý tá này ha. Như vậy câu Phật ngôn 83 cho chúng ta một ý nghĩa. Thật vậy các bậc thiện nhân từ bỏ mọi thứ dục lạc, các bậc đạo đức không làm, không lãng nhãm các ước muốn về dục lạc. Bị xúc chạm bởi lạc hay là khổ, các bậc trí tuệ không tỏ ra vui hay là buồn, cao hay là thấp. Trả lại vấn đề. Thật vậy các bậc thiện nhân từ bỏ mọi thứ dục lạc, các bậc đạo đức không lãm nhảm các ước muốn về dục lạc. Bị xúc chạm bởi lạc hay là khổ, các bậc trí tuệ không tỏ ra vui hay là buồn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức, vị này là thầy của Thượng Tọa Quán Không à. Trên tòa giới đức đã có thơ lục bát thế này: người hiền tất cả xả ly, thánh nhân dục ái đắm si chẳng bàn. Dầu cho cảm thọ khổ nàng, vui buồn thiền trí
đâu màng để tâm. Người hiền tất cả xá ly, thánh nhân dục ái đắm si chẳng màng. Dầu cho cảm thọ khổ nàng, vui buồn thiện kỹ đâu màng để tâm. Đúng rồi. Rồi ngài hòa thượng Minh Châu với tể thơ ngủ ngon ngắn và gọn. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bằng dục. Dù cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bằng dục. Dù cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Trong phần tự vận này, quý vị thấy có cái chỗ nào rất rối. Alo, alo. Học phải hỏi à. Chỗ nào rất rối thì nói. Chứ rồi nói thấy chỗ này nghi nghi, chỗ này không hiểu, chỗ này sao kỳ quá. Rồi cho qua. Chính cái cho qua đó, rồi sau này coi như là cứ u ớ. Cho nên học phải hỏi. Hỏi rồi mới hiểu. Hiểu rồi mới nhớ. Nhớ xong đem ra thực hành ha, và chúng ta cảm thấy rằng an toàn. Rồi bây giờ đi vào duyên sự ha. Chúng tôi đến nhanh rút lẹ để quý vị có thời gian sau khi học xong nghe duyên sự xong, quý vị mạnh dạn đưa tay. Bởi vì chúng ta lấy câu Phật ngôn này để áp dụng cho cuộc sống chúng ta thường nhật, học thời hành chứ không phải là học rồi hoặc là thấy Tam Tạng Pháp Bảo đẹp quá đóng bìa để vô tủ suốt ngày quỳ lại, đó là tôn kính Pháp Bảo. Không phải tôn kính Pháp Bảo là chúng ta nghiên cứu học hỏi để đem ra trì hành chứ không phải câu Phật ngôn này chúng ta viết lên cho lớn rồi thảm vô đó những chữ bằng vàng rồi treo lên trên tường để đi ra đi vô ra nhìn một cái vô nhìn một cái trước khi đi ngủ đi nhìn đi để ra làm gì nhìn mà không hiểu. Còn bây giờ chúng ta học phải đem ra thực hành, và muốn thực hành thì chúng ta phải biết nguyên nhân. Khi mà Đức Bổn Sư ngự tại chùa Kỳ Viên đề cập đến 500 vị tỳ kheo ở tại quê Ranh Chá sau khi chứng đắc Phật quả dưới cội cây Bồ Đề, Bổn Sư đã ngự đến thành quê Ranh Chá trước cái hạ đầu tiên, và được ông Bà La Môn quê Ranh Chá thỉnh ngài an cư kiết hạ ở nơi đó với 500 vị tỳ kheo. Ông Bà La Môn quê Ranh Chá bị ma vương ám ảnh. Bây giờ quý vị nhớ cái tên của vị Bà La Môn quê Ranh Chá ha. Đó, ủa sao mà quê Ranh Chá ở đây chiếc nhiều quan thêm dấu quyền ta. Quê Ranh Chá ha. Ở trong này quê Ranh Chá, chữ Ranh có dấu ngã trời. Quê Ranh Chá trước cái hạ đầu tiên, tức là khi mà vừa chứng đắc Phật quả, thì ngài ăn cư cái hạ đó với 500 vị tỳ kheo do ông Bà La Môn quê Ranh Chá thỉnh. Nhưng mà rồi cái ông Bà La Môn quê Ranh Chá này bị ma vương chinh phục ám ảnh, khiến cho ông ta quên lãng cái lời thỉnh cầu và không nhớ đến cái bậc đạo sư nữa, dù chỉ là một ngày. Thì lúc đó ở trong thành quê Ranh Chá gặp cái cảnh mất mùa đói kém, các vị tỳ kheo đi khất thực khắp thành quê Ranh Chá mà không tìm được vật thực, tình cảnh rất là gian nan vất vả. May nhờ có một đoàn lái ngựa, họ dừng chân lại đó, rồi họ nhín từng nhúm cơm để bác và chư tăng mới lây lất sống qua ngày. Quý vị thấy hồi đó đói không biết trong cái thời gian 4 tháng mà dịch bệnh COVID này quý vị có đói như thế nào, nhưng mà ở đây
trong 3 tháng trời ha, thỉnh ông Bà La Môn Quê Đình Cha này thỉnh Đức Phật và 500 vị tỳ khưu an cư kiết hạ ở tại đó, nhưng mà đầu óc bị ma vương coi như chinh phục, làm cho ông ta quên trách nhiệm bổn phận. Ông ta coi như là thỉnh ở lại đó mà không cho ăn, tức là ma vương ám ảnh. Rồi một đoàn lá buông họ ghé lại thành Quê Đình Cha, và cái đoàn lá buông đó nhín cái vật thực của mình, tức là cơm khô, gạo khô, những cái đồ ăn khô để mà đi du hành, đi buôn bán ở chỗ này chỗ kia, thì mới nhín lại cái phần vật thực đó để mà dân cúng đến Đức Phật và Chư Tăng. Và Chư Tăng mới dùng những cái đồ khô đó sống lây lắc qua ngày, mà người ta hay nói cái câu sống qua ngày chờ qua đời. Khi mà thấy Chư Tăng vất vả như vậy thì Ngài Mokkhalana, có ai biết Ngài Mokkhalana không? Đây là một cái vị thượng thủ thinh văn, cánh tay trái của Đức Phật, vị này đệ nhất về thần thông. Thì Ngài mới thấy Chư Tăng khổ quá, ăn uống coi như thiếu thốn, thì Ngài mới có cái ý muốn là lấy cái chất dinh dưỡng bên dưới mặt đất để cúng dường đến Chư Tăng. Rồi Ngài muốn dùng thần thông của Ngài đưa Chư Tăng qua Bắc Cu Lưu Châu để đi khất thực. Tức là thấy khổ quá, muốn dùng vật thực, tức là cái nhựa của đất á, lật cái quả địa cầu này, lấy cái nhựa của đất á, dân cúng Chư Tăng. Rồi ở đây sống không nổi thì đi qua Bắc Cu Lưu Châu để mà coi như đi khất thực. Chúng ta biết rằng Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cu Lưu Châu, Nam Thiện Bộ Châu, thì ở đây Bắc Cu Lưu Châu là cái nơi mà vị Trưởng Luân Thánh Vương ngự trị. Và vị Trưởng Luân Thánh Vương đó khi đi đâu tùy cái hội chúng của Bắc Cu Lưu Châu nó bay theo, đi theo với cái vị Trưởng Luân Thánh Vương để coi như trị vì thiên hạ, khuyến khích người ta làm lành hướng thiện. Và khi mà bay tới cái xứ Cú Rú á, hiểu Đức Phật ha, bay tới cái xứ Cú Rú đó thì cái vị Trưởng Luân Thánh Vương này hết phước, hết phước, tức là tới đó cũng giống như con chim mà nó bay mỏi cánh thì nó dừng lại ở tại đó. Mà khi mà dừng lại đó thì cái đoàn tùy tùng của vị Trưởng Luân Thánh Vương này á, đầu thai tái sinh tại cái xứ Cú Rú. Rồi quý vị biết rằng do người ta ở một cái châu mà cái trình độ hiểu biết, kiến thức hay là cái phước của người ta lớn hơn. Để rồi tại cái xứ Cú Rú đó, Đức Phật Gotama của chúng ta đến đó thuyết giảng về giáo pháp, thì chỉ thuyết thuần về tứ niệm xứ Vipassana. Tức là dân chúng ở đó mà gặp nhau thì hỏi an vui trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp như thế nào. Chỉ dân xứ Cú Rú không có nói chuyện tào lao như chúng ta. Mà dân xứ Cú Rú là một cái xứ mà cái trình độ của họ vô phước quá khứ. Để rồi bây giờ họ ở tại cái vùng đất đó do cái nguyên nhân là đi theo vị Trưởng Luân Thánh Vương và hết phước, tục sanh lại cái cõi đó. Cho nên họ hiểu biết về Phật Pháp và gặp nhau là hỏi khinh an, hoặc là tâm an, khinh thân, hoặc là khinh tâm, hoặc là hỏi toàn về giáo pháp không thôi, chứ không có nói tùm lum ta la. Rồi trở lại vấn đề, khi mà Ngài Mokkhalana thấy Chư Tăng khổ mới muốn lật cái quả địa cầu này để lấy cái nhựa dân cúng Chư Tăng, Đức Phật không cho. Rồi Ngài mới nói thôi để dẫn Chư Tăng qua cái xứ Bắc Cu Lưu Châu, Bắc Cu Lưu Châu để đi khất thực. Đức Phật không cho.
các vị tỳ khưu không có ngày nào mà không than phiền cái việc đi bát, bởi vì vật thực ít ỏi quá, vật thực quá ít cho nên các ngài coi như rất là khổ trong cái đời sống của phạm hạnh, bởi vì vật chất đoàn thực không có đầy đủ. Cho nên đến cái mùa mãn cái an cư kiết hạ đó thì Đức Phật từ giả ông Bà La Môn về đành cha, tức là mời tới không cho ăn, nhưng mà khi về thì Đức Phật cũng lịch sự đến từ giả ông ta, và ngài đã được ông ta cúng dường một cách rất là tôn kính. Rồi Đức Phật là truyền thụ quy giới cho ông ta này chứ. Khi rời khỏi quê Ranh Cha, Đức Phật ngài đi văn du, rồi ngài trở về thành Sa-quát-thi, vào an ngự nơi tịnh xá Kề Ta-quan-á. Dân cư ở trong thành Sa-quát-thi thiết đại lễ cho tăng cúng dường mừng ngài Đức Bổn Sư trở về. Khi đó có một số 500 người ăn tàn thực nương theo chư tăng cũng cư ngụ ở trong vòng tịnh xá. Khi mà xin được những món ngon dư thừa của chư tăng, toàn là những thực phẩm ngon quý, họ ăn uống xong rồi ngủ xong thức dậy đi ra mé bờ sông chơi giỡn la hét, rồi chia phe đấu vật với nhau ở trong hoặc là ở ngoài vòng của chùa. Trong số chư tăng ngồi ở cái giảng đường đã khởi lên những pháp thoại như sau: này dư huynh đệ, các bộ người ăn tàn thực này trong khi ở thành quê rành chá nhằm cái mùa đói kém thì họ không có thể tỏ ra cái vấn đề sái quấy bậy bạ, nhưng mà bây giờ về đây được ăn uống no say cao lương mỹ vị như vậy, họ là phô bày ra lắm cái trò bỉ ổi hằng ngày. Các vị tỳ kheo khi mà ở quê Ranh Chá tuy vậy mà được an tịnh, còn bây giờ ăn uống no đủ nhưng mà không được an vui. Đức Phật ngự vào giảng đường, hỏi: này các tỳ kheo, các ông đang thảo luận cái gì vậy? Bạch Đức Thế Tôn: một cái sự so sánh khi mà ở quê Ranh Chá thiếu thốn đói kém và ở tại chùa Kỳ Viên này, hai cái trạng thái khác xa nhau. Mà khi nghe như vậy thì Đức Phật mới phán dạy: những người ấy xưa kia đã là 500 con lừa sanh ra từ những con lừa mẹ. Những con lừa này đã dùng cái nước cốt nho của 500 cái con tuấn mã được thuần thục uống. Mà khi còn dư thừa những cái cặn bã bất tịnh thì cái người này, ngựa này á, mới pha trộn thêm nước lã, rồi bỏ những cái đồ mà dư thừa, rồi gọi đó là cái thứ nước gọi là tịnh thủy. Cái thứ nước hư bỏ lạc lẽo hèn hạ như vậy mà bọn nó xứng với nhau uống như là uống rượu ngon. Và sau khi ăn uống no đủ là hò hét la lối giống như những người say rượu. Và thời đó thì Đức Vua nghe tiếng ồn ào huyên náo mới phán hỏi Đức Bồ Tát. Và Đức Bồ Tát đã tường trình về hành vi của bọn lừa ấy: tịnh thủy, lạc lẽo thấp hèn, bày lừa uống bị ma men nhập vào, rượu nho ngon ngọt thanh cao lựa tuấn uống chẳng khi nào biết sai. Tâu quốc vương, kẻ không hay nhấp chút ít rượu là say tức thì. Con nhà dòng dõi lễ nghi không sai dù uống rượu gì quý ngon. Sau khi giải thích về bổn sanh cái nước tịnh thủy thì Đức Phật kết luận: này các tỳ kheo, các bậc hiền nhân quân tử hằng giữ được cái phẩm hạnh như thế, xa lìa tham dục rồi, dầu gặp cái hoàn cảnh vui
buồn, sướng, khổ như thế nào, thì các bậc đó cũng vẫn điềm đạm, an nhiên. Và để kết thúc thì Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 83 này. Chúng tôi xin đọc bài ha. Sắp bắt tháp về sắp phú lý xà chất chành tí nắc tà mắc tà mà lắp á dành tí sành tù xuất hề nắc phú thà á thác hòa đúc hề ná nắc phú trà quá chẳng bệnh tí tà đắc xa dành tí. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc kỷ không vui buồn. Và khi mà chấm dứt câu Phật ngôn này thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Vật. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng tình giả dầu trong cảnh ngộ nào cũng là trầm mặc, chẳng xôn xao. Khi vui lúc khổ, tâm thường trụ, bữa được ngày thua, chí vẫn cao. Lan nhã đã qua mùa đói kém, kỳ viên còn gặp nhóm tầm phào. Thói đời nó đủ sanh nhiều chuyện, theo Phật ăn dư lại tự hào. Như vậy thì câu Phật ngôn 83 chúng ta kết thúc. Khi mà quý vị nghe duyên sự xong, quý vị nghĩ như thế nào? Chúng ta còn 9 phút. Với 9 phút này là cái thời gian chúng ta gợi ý thảo luận về câu Phật ngôn 83. Vị nào có ý kiến tâm đắc chỗ nào, rồi quý vị thấy khó chịu chỗ nào, đây là điều mà chúng ta phải đã thông. Để rồi khi mà chúng ta thông suốt rồi, chúng ta mới áp dụng trong cuộc sống chúng ta được an vui chứ. Alo, quý vị còn nghe không? Hay là nói mình nghe một mình chán quá? Đồng thanh tương ứng nhé. Nói thì phải có người nghe, mà nghe thì phải có ý kiến. Không ai có ý kiến hết à? Rồi bây giờ chúng ta có ý kiến. Chỉ tay luôn. Alo, Siết Hà có chất máy không? Siết Hà ở đây tức là 0420. Siết Hà có chút máy không? Tại sao khi mới đến nhậu chàng hỏi chúng tôi có được an vui không? Mà an vui tức là một cái trạng thái an vui về thân, an vui về tâm. An vui đây đi trái lại với chữ bệnh tật. Tại sao người ta nói bệnh tật và bệnh hoạn? Thì bệnh tật và bệnh hoạn, vậy thì ý nghĩa của hai từ này như thế nào? Tức là ngược lại với chữ an vui. An vui tức là không bệnh tật, an vui tức là không bệnh hoạn. Vậy thì Siết Hà có chút máy không? Ta hỏi chúng tôi an vui. Rồi bỏ của chạy lấy người hết rồi. Như vậy thì tắt đèn đi ngủ nữa. Còn ai có ý kiến không? Trong câu Phật ngôn này có một cái chữ gọi là nói nhiều quá, gọi là càm ràm này, lẩm bẩm này. Siết Hà cũng không có trước máy. Siết Kim, alo, Siết Kim đâu rồi? Hay dùng cái từ phú tha này, lẩm bẩm cần nhạc làm ràm. Siết Kim cũng chạy mất tiêu hả? Con đang bận không cầm biết được khổ đế ha. Rồi xà thủ vậy cũng còn lắng nghe ha. Rồi trong đạo tràng ai có ý kiến về câu Phật ngôn này? Nếu không có ý kiến thì chúng tôi mời từng người ha, phải có ý kiến. Học và ngôn hỏi rồi quý vị sao thực hành, sao mà bớt đi sự nghi ngờ ha. Alo, chúng ta đâu phải cây cỏ, dầu cảm thọ lạc khổ, trong cái vui cái buồn cái lạc cái khổ,
thân thọ tâm pháp ha, thì chúng ta làm sao mà không vui buồn? Chúng ta phải bậc trí không? Chúng ta cũng là phàm phu tục tử ha, cũng chạy đi ra ngoài đường nè, khi ở trong nhà, khi ở ngoài đường, thì ở trong nhà thì cái không gian nó khác, cảnh trí nó khác, ra ngoài đường thì phải ghi nhớ và biết mình, chạy xe mà láo táo thì nó dễ bị ăn đòn. Cho nên ở trong nhà khác, ở ngoài khác. Rồi, nghe nói về cái những người mà coi như tiếp thu có ý kiến ấy cò thì bây giờ chạy ra ngoài chơi rồi. Thôi bây giờ còn huynh chính ngộ nữa. Bây giờ lý do làm sao mà huynh chính ngộ tới bây giờ còn ở trong room? Mấy bữa trước là bỏ cửa chạy lên người rồi, hôm nay còn trong room. Lý do làm sao vậy huynh chính ngộ? Cái câu Phật ngôn này làm cho huynh có ý như thế nào? Mời huynh chính ngộ nè. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Bài á, Nam mô Sang Khai á. Dạ, con kính lễ chư tăng của cô tu nữ, con xin chào quý vị đạo hữu. Dạ, hôm nay có mẹ con ở quê lên chơi, con rảnh. Có bà nội thì mấy đứa nhỏ nó bu bà nội, ba nó rảnh, hỏi sáng đỡ lo nó, giờ nó vẫn còn ngủ. Dạ, thì cái câu Phật ngôn này nói về những cái vướng bận về cảm thọ lạc khổ. Có bậc trí thì không bị ảnh hưởng, chứ còn tất cả thì đều bị ảnh hưởng. Thì hôm nay khi mà post cái bài đọc này lên với lại cái bản dịch thì con nhớ tới cái chuyện của sư, thì không phải chuyện của con. Hồi xưa sư kể là sư với một số vị khác là đi rừng xuống biển vậy đó, đi hành thiền vậy đó. Thì có một lần thì có nhóm đâu mà hành thiền ở trong rừng hay là trên núi gì đó mà nó nóng quá, cái một vị buộc miệng lên nói thôi: trời này mà giờ có nước đá uống nó đỡ khát, nó mát. Nói xong cái có một chủ đâu ở dưới xách cái xô nước đá lên dâng cho mấy sư. Mấy sư sau vụ đó là sợ luôn, không dám khởi lên ước muốn nữa. Thì đó là việc của mấy sư. Thì mình nghe xong thì mình cũng phải suy ngẫm lại cái chuyện của mình. Ví dụ mình làm phước xong rồi mình ước muốn này nọ hay đó, hay mình hành thiền xong để này nọ gì đó, thì nó rất là nguy hiểm. Rồi thì mình làm thì mình để tâm mình làm để nó đạt tới cái mục đích cuối cùng của mình thôi, chứ đừng vì những cái cảm thọ là khổ trước mắt. Còn nói để rõ ràng nhất thì con thấy cái câu mà của chú Châu Phan, mỗi lần chú chia sẻ xong thì chú hay nói là chú mong là cái tâm tín thành nó không có thối giảm mà luôn tăng trưởng từ đời này sang đời khác. Thì như Đức Phật có nói với con Dạ Xoa hỏi pháp, thì Đức Phật nói cái tài sản tối thắng nhất á, cái phước để dành cho cái lòng tin. Thì thấy chú Châu Phan ước nguyện thấy là đúng đắn nhất. Mình để dành cái tài sản đó, mình cứ tích trữ dần dần, thì tới lúc nào đó thì cái mục đích cuối cùng nó sẽ đạt được thôi. Còn lòng tin nó không suy giảm thì không có suy giảm thì mình chỉ có đi lên thôi chứ không có đi xuống. Đi lên hồi thì nó sẽ tới được cái đích. Còn những cái điều trước mắt đôi lúc mình muốn này muốn kia thì nó sẽ dẫn mình đi sai đường. Những chia sẻ của con về câu Phật ngôn 83 là như vậy. Bây giờ con xin xuống mic.
sa thủ sa thủ.